Bản tin quân sự thế giới hôm nay có những thông tin nổi bật sau. Moscow bãi bỏ hiệp ước với Kiev về sử dụng trung biển Azov và eo biển Kursk, vì cho rằng Ukraine không còn là quốc gia ven biển ở khu vực này. Nga cáo buộc cơ quan chính phủ Mỹ xâm nhập hàng nghìn điện thoại iPhone. Ngày 1 tháng 6, Moldova tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 của Cộng đồng Chính trị Châu Âu, EPC. Iran là một đối tác có trách nhiệm và việc nước này quay trở lại hoàn toàn với thị trường dầu mỏ sẽ được hoan nghênh khi Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt. Sau đây là nội dung chi tiết. Moscow bãi bỏ hiệp ước với Kiev về sử dụng trung biển Azov và eo biển Kursk, vì cho rằng Ukraine không còn là quốc gia ven biển ở khu vực này. Trong phiên họp quốc hội ngày 1 tháng 6, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cho rằng việc sáp nhập các tỉnh Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia vào Nga đã làm nảy sinh vấn đề mới ở biển Azov và eo biển Kursk, đó là chúng hiện hoàn toàn thuộc về Moscow. Nga phải chấm dứt hiệp ước vì Ukraine đã mất tư cách quốc gia ven biển đối với những khu vực kể trên, Thứ trưởng Galuzin thông báo. Ông Galuzin cho hay Quốc hội Ukraine đã bãi bỏ mọi thỏa thuận hợp tác với Nga liên quan đến biển Azov từ tháng 2. Ông đảm bảo với các nhà lập pháp Nga rằng Moscow có cơ sở để chấm dứt một cách hợp pháp thỏa thuận này, dựa trên các điều khoản được quy định trong Công ước Viên về Luật Hiệp ước năm 1969. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 24 tháng 5 đã trình dự luật bãi bỏ hiệp ước sử dụng trung biển Azov và eo biển Kursk giữa Nga và Ukraine. Hiệp ước này được ký tại thành phố Kursk ở bán đảo Crimea vào ngày 24 tháng 12 năm 2003, nhấn mạnh vai trò quan trọng của biển Azov và eo biển Kursk đối với phát triển kinh tế hai nước, cũng như sự cần thiết phải bảo vệ khu vực Azov Kursk như thực thể kinh tế và tự nhiên không thể tách rời. Ukraine chưa bình luận về tuyên bố bãi bỏ hiệp ước của Nga. Cơ quan an ninh Liên bang Nga, FSB, cáo buộc cơ quan an ninh quốc gia Mỹ, NSA, sử dụng phần mềm độc hại chưa từng được biết đến để xâm nhập hàng nghìn điện thoại, bao gồm thiết bị của các nhà ngoại giao nước ngoài ở Nga. NSA chưa lên tiếng. Trong tuyên bố đưa ra ngày 1 tháng 6, FSB cho biết vài nghìn điện thoại Apple đã bị nhiễm malware, phần mềm độc hại, bao gồm điện thoại của các thuê bao nội địa Nga. Điện thoại của các nhà ngoại giao nước ngoài tại Nga và Liên Xô trước đây, bao gồm các nhà ngoại giao đến từ các nước thành viên NATO, Israel, Syria và Trung Quốc, cũng đã bị tấn công, theo FSB. FSB đã phát hiện ra một hoạt động tình báo của các cơ quan đặc nhiệm Mỹ sử dụng thiết bị di động của Apple, Reuters trích dẫn tuyên bố của FSB. Cơ quan an ninh Nga cáo buộc diễn biến trên cho thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa Apple và NSA, cơ quan chịu trách nhiệm về tình báo và an ninh mật mã, liên lạc của Mỹ. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga cùng ngày cho rằng việc thu thập dữ liệu ẩn được thực hiện thông qua các lỗ hổng phần mềm trong điện thoại di động do Mỹ sản xuất. Các cơ quan tình báo Mỹ đã sử dụng các tập đoàn công nghệ thông tin trong nhiều thập niên để thu thập dữ liệu quy mô lớn về người dùng Internet mà họ không hề hay biết, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố. Cả Apple và NSA đều không lập tức bình luận về các cáo buộc nói trên. Ngày 1 tháng 6, Moldova tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 của Cộng đồng Chính trị Châu Âu, EPC. EPC là một nền tảng do EU lãnh đạo được thành lập theo sáng kiến của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào năm 2022. Hội nghị thượng đỉnh lần này sẽ quy tụ 47 nhà lãnh đạo quốc gia để thảo luận về hòa bình, an ninh và năng lượng, một quan chức cấp cao của EU nói với các phóng viên tại Bruxelles hôm 31 tháng 5. Theo một nhà ngoại giao châu Âu tại Bruxelles, hội nghị này được tổ chức tại Bauberka, một ngôi làng bên ngoài thủ đô Chisinau của Moldova. Nó muốn gửi một tín hiệu tới Moscow rằng những người tham gia sự kiện này thể hiện một mặt trận thống nhất trong bối cảnh căng thẳng ở châu Âu. Kirill Lovinov, quyền đại diện thường trực của Nga tại EU, nói với TASS hôm 31 tháng 3 rằng hội nghị thượng đỉnh sẽ là một nỗ lực khác của Bruxelles nhằm xây dựng một liên minh và thuyết phục các nước khác tham gia chiến dịch trừng phạt Nga. Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cũng đến dự hội nghị hôm 1 tháng 6. Hãng thông tấn nhà nước MOPR đưa tin nhà lãnh đạo Ukraine là nguyên thủ quốc gia đầu tiên đến lâu đài Mimi ở Bauberka, cách không xa Chisinau, nơi sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh cấp cao. Iran là một đối tác có trách nhiệm và việc nước này quay trở lại hoàn toàn với thị trường dầu mỏ sẽ được hoan nghênh khi Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt. Tổng thư ký OPEC Haitham Al-Ghai nói với hãng tin Sana của Iran hôm 29 tháng 5. Ông Al-Ghai nói trong chuyến thăm đầu tiên tới Tehran rằng Iran, một thành viên của OPEC, có khả năng cung cấp khối lượng dầu mỏ đáng kể cho thị trường trong một thời gian ngắn. Quốc gia này nằm trong danh sách bị trừng phạt của Mỹ liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, các hạn chế đã không thể phong tỏa hoàn toàn hoạt động xuất khẩu dầu của Iran kể từ khi chúng được chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump áp đặt lại vào năm 2016. Chúng tôi tin rằng Iran là một bên tham gia có trách nhiệm trong nhóm các quốc gia thành viên OPEC. Tôi chắc chắn rằng sẽ có sự phối hợp ăn ý, đồng bộ, để đảm bảo rằng thị trường sẽ duy trì sự cân bằng như OPEC đã tiếp tục làm trong nhiều năm qua, hãng thông tấn Sana dẫn lời ông Al-Ghai cho biết. Iran và Saudi Arabia, hai quốc gia sản xuất dầu lớn của OPEC, đã tuyên bố vào tháng 3 rằng hai bên sẽ khôi phục quan hệ ngoại giao với sự trung gian hòa giải của Trung Quốc, nước tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới.
Đầu năm nay, Iran và Saudi Arabia đã đồng ý mở lại các đại sứ quán tương ứng và củng cố mối quan hệ kinh tế chặt chẽ hơn. Tôi là Nam Phong và Vũ Nga Hằng, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.